Dạ, Phượng Mai Chiếc Chè Bông xin chào cả nhà. À, cả nhà ơi, thì hôm nay em vừa về được một cái lô cúc họ Hương cả nhà. Thì loại này nói chung là mình mua về để làm giống nha. Thứ nhất là làm giống, thứ hai là có thể chơi Tết, nhưng mà em nghĩ chắc cũng được một ít hoa thôi ha. Thì loại này em bán với giá chỉ 100 ngàn một cây nha cả nhà. 3 cây thì em bao ship, 10 cây thì em tặng một. Thì như chúng ta đã biết rồi, cái cúc họ Hương là cái loại này nó rất là dễ chăm. À, cây thì nó có cái đề kháng bệnh tốt ha. À, nói chung là người mới biết chơi chúng ta chơi loại này cũng rất là ok cả nhà. Cây thì lô này em thấy rễ thì cũng tương đối, nó xử lý hết nha. Cây nào cũng xử lý rễ hết. Vậy còn phần cái chiều cao là 1 gan, 2 gan là cao từ 35cm của em đi lên cả nhà. Đó, cây thì cũng có cây 1 đến 2 nhánh nha. Loại này giờ chúng ta lấy bo một cây á, nếu mà lấy theo bên vườn em một mắt lá mà một bo thì tầm mười mấy 20 bo một cây luôn á cả nhà. Này, cây như thế này ha, rễ thì nói chung là xử lý hết, cây nào cũng xử lý rễ đủ kiểu hết nha. Đó, cây như thế này đó, đây nè, đã bấm ngọn nha cả nhà, cho em đã bấm ngọn, cả nhà nhìn thấy nè, thì bấm ngọn nó mới nhảy như cái nách lá như thế này ha. Thì chúng ta nuôi mai thì cũng cần nên bấm ngọn như vậy cả nhà. À, cây này thì em ghép được chắc tầm khoảng 9 tháng rồi ha, thì cây nó cũng cành nhánh nó cũng xum xuê rồi nè, đây nè cả nhà. Thì giá là 100 ngàn một cây nha. 3 cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn ha. Đó, rễ thì nói chung màu đế cũng đẹp, cũng tương đối, cành nhánh nè cả nhà nhìn thấy ha. Rồi đây là cúc họ Hương nha, giá 100 ngàn một cây. 3 cây bên em sẽ bao ship và 10 cây thì bên em sẽ tặng một nha cả nhà. Đó, 10 cây bên em sẽ tặng một nha. Rồi đây, cả nhà nhìn thấy ha. Rất là ok nha cả nhà. Đó, rồi, cây rất là xum xuê đây. Giá 100 ngàn một cây nha. 3 cây bao ship nha cả nhà. Rồi, tiếp tục là hàng bên đây cả nhà. Hàng bên đây thì là cúc họ Hương lớn hơn ha. Loại này thì ghép đã đạt được một mùa mấy rồi. Cái cành cốt cả nhà nhìn nè, cái cốt ghép của nó thì nó đã mập hơn và tụi em đã vô dây chỉnh sửa như thế này. À, cây này không phải thưa nha, mà là do tụi em rong lá cả nhà. Rong lá để cho nó ra những cái cành đọt mới á. Cây như thế này. Cả nhà nhìn thấy cái bo ghép nè, cái tròn ghép ha, nó liền có khoảng 80-90% cả nhà. Loại này giờ chúng ta cũng có thể chơi Tết luôn nha. 150 một cây. À, 3 cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta. À, lâu lâu nó mới có lô thọ Hương cành cốt nó cứng về nha cả nhà. Đó, giá 150 một cây. Thì em có nhiều loại ha. Loại 100 ngàn, rồi loại 150 ha. 3 cây thì bên em bao ship nha cả nhà. 10 cây thì bên em sẽ tặng một đó. Rồi, tiếp tục là có hàng thọ Hương nhỏ hơn thì bên em bán giá 60 ngàn cả nhà. Đây, em sẽ tiến về bên đây cho chúng ta cùng xem. Đây, 60 ngàn nha cả nhà. Giá 60 ngàn một cây. Đó, thì cây như thế này. Đó, đây cả nhà. Đó, thì nó cũng đang sinh trưởng rất là khỏe nha. Loại này là em bán giá 60 ngàn một cây ha. Cây khoảng 2 tấc mấy, bánh 3 tấc cả nhà. Giá 60 ngàn một cây. 3 cây thì bên em bao ship, 10 cây thì bên em sẽ tặng một ha. Loại này thì giá 60 ngàn nha cả nhà. Rồi, tiếp tục hàng bên đây là hàng cúc Tây Thi. Đó, Tây Thi nha. Này là tư lông. Tây Thi loại này bán 100 ngàn một cây nha cả nhà. Lấy cũng được một ít bo ha. 3 cây thì bên em bao ship. Rồi bên đây là cúc tư lông hay còn gọi là cúc mười dương cả nhà. Loại này cành nhánh nè. Giờ chúng ta lấy bo được liền luôn nha. Tết nay thì nếu mà tháng 8 chúng ta vô không làm nụ thì cái loại này Tết cũng cho một ít hoa đó cả nhà. Thì cúc tư lông này, loại này thì nó ba mấy cánh nha. Giá 125 ngàn một cây. 3 cây bên em sẽ bao ship nha. Rồi tiếp tục hàng bên đây là hàng cúc hoàng đế cả nhà. 2 cây nè. Cây sinh trưởng rất là khỏe nha. Thì nói chung là ghép cũng được khoảng 5 tháng thôi cả nhà. Nhưng mà cây rất là khỏe nè. Bị mấy sâu cắn. Đó. Rồi đây là giá 125 ngàn cây nha. Cúc hoàng đế thì hoa của nó rất là to cả nhà. Không bự 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 không luôn ha. Rồi bên đây hàng là cúc không nhị hoàng huyết long nha. Loại này thì cả nhà nhìn thấy em để nè. Nè Tết nay cho hoa nha cả nhà, cũng không nhị nha. Nó có 100 ngàn cây thôi. 3 cây bên em bao ship luôn, 10 cây bên em tặng một luôn nha. Rồi, tiếp tục là hàng bên đây là hàng dảo đa phúc cả nhà. Đó. Cây chơi Tết luôn ha. Có 80 ngàn cây à. 3 cây bên em bao ship, 10 cây bên em sẽ tặng một. Rồi hàng bên đây là hàng cúc bi nha. Cúc bi hay còn gọi là cúc tiên sinh. Đó, giá 80 ngàn cây nha. 3 cây bên em sẽ bao ship luôn, 10 cây bên em sẽ tặng một nha cả nhà. Rồi hàng siêu nụ, hàng bên đây là hàng siêu nụ đây. Siêu nụ 200 ngàn một cây, tán toàn do luôn cả nhà. Hình thông, đây đế thì cũng xử lý đủ kiểu.
Nói chung lô này thì cái gốc của nó không có to bằng cái loại 250 cả nhà. Nhưng mà cành cốt của nó nha, cây cành nhánh rất là xum xuê, cao chắc khoảng 30 đến 35 cả nhà. Mà cả nhà nhìn thấy nè, em đôn rất là ngắn cho nên là cái tàn của nó tròn do luôn. Tròn do luôn nè cả nhà nhìn thấy ha. Giá thì 200 ngàn cây nha. Cao từ 30 đến 35 nha cả nhà. Đó, rễ thì cũng được xử lý đủ kiểu. Rồi giá 200 ngàn một cây. Ba cây bao xíu. Rồi tiếp tục là hàng bên đây cả nhà. Hàng bên đây là hàng siêu nụ trung một xíu nha. Rễ đây. Lô này rễ cực kỳ đẹp luôn. Cành nhánh nè cả nhà nhìn thấy nè. Rồi giá thì 140 một cây nha. 3 cây thì bên em bao ship, 10 cây thì bên em sẽ tặng một. Cả nhà nhìn thấy cái lô cây này cực kỳ đẹp, cành nhánh của nó quá trời ok rồi cả nhà. Nè. Quá trời luôn ha. Đó. Rồi giá 140 một cây nha. 3 cây bên em sẽ bao ship nè, 10 cây bên em sẽ tặng một nha cả nhà. Đó. Đây, cây rất là tuyệt vời luôn. Đó, cả nhà nhìn thấy nè. Đó, ghê không? Đẹp cực kỳ luôn ha. Rồi 140 một cây nha, 3 cây bên em tới bao ship. Rồi hàng bên đây là hàng giả sư nụ loại 125.000 cả nhà. Nói chung cây này cũng chơi tết được nhưng mà cành nhánh thì nó ít hơn bên kia xíu, nhưng mà cây thì nó cũng rất là khỏe nha. Cái mầm hoa nó rất là nhiều luôn. Rồi 125.000 một cây. Nó cũng đang ra đọt đây. 3 cây thì bên em vẫn bao ship cho chúng ta, 10 cây thì sẽ tặng một nha. Bên đây là hàng giả Thủ Đức cả nha. Giả Thủ Đức loại này thì giá 120 một cây nha. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao tiếp luôn nè. Rễ thì cũng có tổ chim ha. Hay cành nhánh thì cũng rất là ok cả nhà. Rồi giá 120 một cây, 3 cây bao tiếp nha. Rồi hàng bên đây tính là hàng siêu nụ này thì siêu nụ nãy em đã giới thiệu cả nhà rồi ha. Rồi loại này giả Thủ Đức 3 mùa, hình thú nha. Đó, như con thú luôn cả nhà. Rễ rất là quái nha. Loại này thì không phải tán thông nha. Em thả tàn tùm lum hết cả nhà. Nhưng mà nó thuần chậu hết đây nè. Nó giá 160 cây nha. 3 cây thì bên em sẽ bao ship ha. 10 cây thì bên em sẽ tặng một nha. Rồi tiếp tục hàng bên đây là hàng Đại Lộc chơi tết. Rồi đây. Cây này cả nhà. Rất là ok ha. Cây cành nhánh nè. Rồi giá thì em bán giá là 140 cây nha cả nhà. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao ship nè. Quá trời đẹp luôn. 10 cây thì bên em sẽ tặng một nha. Đó. Rồi, đó là hàng Đại Lộc nha, Đại Lộc chơi tết ha. Rồi tiếp tục hàng bên đây là hàng Phú Tân cả nhà. Phú Tân này đẹp quá. 100.000 một cây nha cả nhà. 3 cây bên em bao ship. Ôi chuẩn bị ra đọt mập ủ luôn luôn nè cả nhà nhìn thấy ha. Đó, Phú Tân nha. Loại này đang dựng tán thông hết. Dựng hết luôn rồi nè. Giá 100.000 một cây. 3 cây bên em sẽ bao ship nha. 10 cây bên em sẽ tặng một luôn ha. Đó, lô Phú Tân cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi, tiếp tục hàng bó lạnh đi, chút lát. Rồi, đây Cúc Tân Châu 80.000 cây nha. 80.000 cây cả nhà. Cây này chơi tết được luôn á. 24-36 cánh. Nó đang tạo mầm hoa nhiều lắm cả nhà. Giá là 80.000 cây luôn nha. Em để cỏ nó mọc, không có thời gian mọc luôn. Rồi, tiếp tục là hàng bên đây cả nhà. Hàng bên đây là hàng đây. Dảo lai nha. Dảo lai thơm mông chùm 80.000 cây cả nhà. 3 cây bên em sẽ bao ship nha. Rồi tiếp tục là hàng cúc VIP, hay còn gọi là cúc tri kỷ đây. Đó. 80.000 cây nha. Nè có nụ nha cả nhà. Tết nay chơi hoa luôn. Rồi 80.000 cây, 3 cây bao ship nha. Rồi hàng cúc Tân Châu 190 một cây. Loại này là 24-36 cánh, nó đang tạo mầm hoa dữ lắm á cả nhà. Nè, mới nhưng mà nó đang tạo nè ha. Cả nhà nhìn thấy cây nó tròn do luôn nha. Liền có 100% luôn. Rồi giá 190 một cây. 3 cây thì bên em sẽ bao ship nha. 10 cây thì bên em sẽ tặng một nha cả nhà. Đó, đó chính là các cái loại mai bên vườn mai nhà em ha. Ai thích loại nào xin hãy alo bên vườn nhà em nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.